Trước mắt toàn thể các bác đây là một mẫu xe đẳng cấp thế giới luôn. Đấy, một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về các bác nhá. Đấy, một mẫu xe mà lúc mới nó rất là nhiều tỷ. Và ngày hôm nay em review lên và bán cho toàn thể các bác với mức tiền cực kỳ là yêu thương và hợp lý các bác nhá. Giá chỉ bằng một chiếc xe gọi là xe Vios thôi các bác nhá. Chỉ bằng một chiếc xe Vios thôi các bác đã có thể mình mua được chiếc xe rồi. Chỉ bằng một chiếc xe Vios số sàn thôi thì toàn thể các bác có thể là mình mua được một chiếc xe Lexus hay gọi là Lexus, có lẽ là Lexus RX330 các bác nhá. Số tự động được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về Việt Nam. Nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Và một con xe vẫn còn cực kỳ là chất lượng, còn cực kỳ là mới các bác nhá. So với đời thì đây một chiếc xe mà thuộc hàng hiếm luôn các bác ạ. Các bác mình cùng đón xem chi tiết trong clip ngày hôm nay. Ngày hôm nay em sẽ review làm sao kỹ nhất đấy và chi tiết nhất để các bác cảm nhận về con xe này. Nội ngoại thất của xe vẫn còn zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, xe cam kết không có lỗi. Nhiều bác bảo là rẻ như vậy chắc là xe có lỗi gì đấy sao đúng không ạ? Thế nhưng mà không có lỗi đâu các bác nhá. Cam kết tới toàn thể các quý khách hàng, tới toàn thể các bác là xe không, hoàn toàn là không có lỗi. Không có lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước gì hết. Và máy số của xe vẫn còn cực kỳ là ngon. Và củ máy của xe vẫn còn zin các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ quay review cho bác xem cái phần nội thất bên trong trước. Đấy, làm sao là nó được kỹ nhất đấy, và chi tiết nhất các bác nhá. Đây, phần này đấy ạ. Phần táp ly, táp nô của xe được thiết kế bằng chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe. Và các bác nhìn xem vẫn còn cực kỳ là ok luôn này. Đấy, còn cực kỳ ok. Và chiếc xe này có chế độ nhớ ghế 1-2 vị trí các bác nhá. Rồi đây, vị trí gương kính điều chỉnh điện. Chỗ này được sơn vân gỗ rồi, chỗ này cũng được sơn vân gỗ này. Và vị trí tì tay này nhá. Vị trí này là chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe. Và các bác nhìn xem vẫn còn cực kỳ là đẹp. Cực kỳ đẹp này, không có hiện tượng là bị rách hay bị sứt gì. Đúng không? Đấy, chỗ này sơn vân gỗ này, chỗ này là một chỗ để đồ đây. Đấy, kéo ra kéo vào như này các bác nhá. Âm thanh của xe thì nghe hay rồi. Đấy, trang bị thì tất nhiên là sẽ có ghế điện và chế độ nhớ ghế là 1-2 các bác nhá, hai chế độ nhớ ghế. Đấy, những phần móc chốt khóa của xe đây các bác nhìn xem rất là sáng đẹp. Đấy, tem mác của xe vẫn còn nguyên zin. Đấy, đặc biệt cái ghế lái này. Đấy, ghế lái của xe cũng là ghế lái zin nguyên bản nhá, chưa làm lại, chưa bọc lại các bác nhá. Và các bác nhìn xem ngồi ít cho nên là ghế mới được đẹp như thế này. Đấy, ngồi ít ghế được đẹp như này các bác nhá. Rất là căng mịn này các bác nhìn này. Đấy, không có hiện tượng là bị lứt hay bị rách gì cả đúng không ạ? Và vô lăng đây. Đấy, vô lăng logo được làm ở giữa vô lăng và tích hợp có một số những cái phím điều khiển được nằm ở hai bên các bác nhá, hai bên. Vô lăng của xe là vô lăng ba chấu. Có túi khí nằm ở giữa vô lăng và các bác nhìn xem mặt phím còi của xe còn hoàn toàn rất là đẹp luôn. Còn đây là cái phần đồng hồ táp nô của chiếc xe các bác nhá. Hiện tại em đang để lỗ máy. Chế độ ga của chiếc xe hiện tại đang là có chưa tới 1.000. Đấy. Và phần táp lô này của xe cũng là chất liệu da cao cấp đây. Đấy. Và đây nhá, thông tin của chiếc xe thì em sẽ quay cho các bác mình xem luôn đây. Đấy, đời này rồi, năm sản xuất này. Đấy, nhập Nhật các bác nhá. Và với động cơ của xe là máy 3.3. Đấy. Kích thước là 4730. Gần 5 mét luôn. Chiếc xe với cái chiều dài gần 5 mét các bác nhá. Gương kính điều chỉnh điện được làm ở đây. Đấy. Còn vô lăng của xe nhá, vô lăng của xe được thiết kế là vô lăng điện. Đây, mình có thể thò lên và thụt xuống như thế này và ngả nghiêng như thế này các bác nhá. Đấy, chỉnh bốn hướng luôn. Đấy, chỗ này chỉnh đèn này. Đấy, chỗ này mình ấn chỉnh chip mặt đồng hồ chiếc xe. Và hiện tại chiếc xe này mới chạy được có 13 vạn km thôi. Đấy, còn rất là ít đúng không? Đây 13 vạn km các bác nhá. 13 vạn thôi. Và đây là cần số của chiếc xe, cần số nằm liền ở cái khu vực táp lô này. Đây, cần số zig zag các bác nhá, hiển thị ở trên đây rồi đúng không ạ? Đấy. Và đây có cái chế độ mình mở cái này ra này, khi mình muốn chuyển số khi mình không nổ máy đấy thì mình có thể ấn vào đây các bác nhá. Đấy, và có chế độ sấy ghế này. Sấy ghế đây các bác nhá. Đèn đây. Và đây là toàn bộ cái hệ thống đầu đài âm thanh cũng như là hệ thống điều hòa của chiếc xe. Điều hòa của xe là điều hòa auto các bác nhá. Đây, điều hòa auto đây. Đấy, và dàn âm thanh của xe đây. Màn hình xịn nguyên bản theo xe vẫn còn ok đây các bác nhìn nhá. Đấy. Âm thanh vẫn đang hoạt động bình thường. Đấy. Đấy, âm thanh vẫn đang hoạt động bình thường. Em đang vặn to nhỏ cái loa cho tất cả các bác mình cùng nghe. Đấy, các bác nhá, bác nào quan tâm thì cùng xem kỹ. Âm thanh nghe rất là hay luôn. Và trong này có một cái gương chống chói có hiển thị cả một số những chức năng ở trên đây đây. Trần của xe là trần nỉ nhá. Và đây các bác nhìn xem này, cái phần trần của xe nhá, tem ở cái phần này vẫn còn nguyên zin này các bác này. Ở chỗ này là cái đèn trần và ở chỗ này đấy là cái công tắc để mình bấm điều khiển cái cửa sổ trời này nhá. Đấy, cửa sổ trời đang hoạt động bình thường.
Và ở phía sau đây có một cái màn hình nữa này các bác này. Thế là xe được thiết kế là có hai màn hình luôn. Và túi khí thì được làm xung quanh xe, kể cả như là ở ghế này cũng có túi khí an toàn này. Và đây là cái vị trí để tì tay nhá. Tì tay bên kia cũng vậy, có một vị trí để tì tay. Và chỗ này là một số vị trí đựng đồ đựng nước đây các bác nhá. Đây, đựng đồ đựng nước đây. Đây, chỗ này là đựng đồ đây. Chỗ này thì mình có thể mở ra nhá. Đấy, mở ra một cách nào nhỉ? Đấy, vâng, thưa các bác về mình tự mở đi. Đây là chân phanh. Chân tay đó, đây phanh tay nhá, đây phanh tay, đây là phanh chân này, phần kia là bàn đạp ga. Sàn của xe thì được bọc da rồi. Đấy. Một con xe nhập Nhật, tôn vỏ của nó rất là cứng và dày dặn chắc chắn. Và các bác nhìn xem, nước sơn của nó rất là sáng bóng này các bác này. Đấy, chắc lịch luôn các bác nhá. Đấy, kính của xe đều có cái logo tên của Lexus này các bác này, Lexus này. Đấy, kính này được bọc dán đề can rồi các bác nhá. Toàn bộ cái phần tắp ni tắp nô của xe còn rất là căng đẹp luôn. Các bác nhìn xem còn rất là căng đẹp đúng không ạ? Đấy. Ghế cả bộ còn là nguyên zin các bác nhá. Cả bộ còn là nguyên zin luôn. Và chỗ này có một vị trí cửa gió thổi về hàng ghế phía sau. Chỗ này đựng đồ nữa đây. Đây hàng ghế trên dưới trước sau của xe các bác nhìn xem. Còn rất là căng đẹp đúng không ạ? Rất là căng đẹp luôn. Đây trần nỉ đẹp. Chiếc xe được thiết kế có 5 ghế ngồi các bác nhá. Có 5 ghế ngồi. Và con này thì năm sản xuất của xe thì em cũng đã quay rồi đúng không ạ? Ở chỗ này có một số những cái vị trí này, chỗ này đựng đồ này. Đấy. Chỗ này đựng đồ này. Đấy hay chưa ạ? Con này có năm sản xuất là 2004 nhưng mà đăng ký lần đầu là năm 2008 luôn, có nghĩa là năm 2008 mới lăn bánh các bác nhá. Đấy khi mở cửa ra và khi em quay ở vị trí này các bác nhìn xem. Cái chiếc xe nhìn rất là hầm hố luôn đúng không ạ? Con này mà đi ra ngoài đường thì em nghĩ là nhiều người cũng sẽ nghĩ đây là chiếc xe nhiều tiền. Đấy, nhiều người nhìn vào chiếc xe này sẽ nghĩ đây là một chiếc xe tiền tỷ chứ không bao giờ nghĩ bằng một chiếc xe Kia Morning số tự động hay là bằng một chiếc xe Vios số sàn đâu. Con này chỉ bằng một chiếc Kia Morning số tự động với lại một chiếc xe Vios số sàn thôi các bác nhá. Là toàn thể các bác có thể là mình mua được chiếc xe này về dùng rồi. Đấy đây, em sẽ quay la răng. La răng xịn nguyên bản theo xe, đa chấu rồi phanh đĩa, phanh ABS đủ cả các bác nhá. Lốp của xe vẫn còn rất là dày. Đấy, đèn trước đèn sau thì các bác nhìn xem còn rất là mới luôn, bật ban tối lên thì ok cực đẹp. Đấy, có đuôi gió nhá và có đèn phanh và giá lóc các thứ là đầy đủ đây. Đấy, một chiếc xe cực đẹp và hoàn toàn không có lỗi. Đấy, bao cho toàn thể các bác những cái lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước các bác nhá, bao cho các bác mình yên tâm luôn để các bác không phải suy nghĩ lo lăn tăn lo lắng gì cả các bác nhá. Keo chỉ của xe là vẫn còn, thân vỏ là không mục mọt nữa, giấy tờ an ninh pháp lý chuẩn chỉ sang tên bình thường. Con này có gốc ở thành phố, các bác mua về thành phố, mua về Hà Nội, mua về Sài Gòn hoàn toàn không mất chi phí tiền biển đây. Đấy, đây là phần mép cửa đây các bác nhìn nhá, phần mép cửa đây. Đấy, những cái gân, những cái chỉ của xe là vẫn còn cực kỳ ok đây. Đấy, đúng không ạ? Và khi bật khi mình ấy nhá, đây chữ này nó sẽ sáng này, ban tối nó sẽ sáng nhìn rất đẹp luôn. Đấy, đinh tán cột kèo của xe còn nguyên zin nguyên bản, không mất một đinh nào cả các bác nhá. Lái nhẹ, phanh ăn. Đấy. Ga cũng khá là nhẹ luôn và số nhảy đều, máy chất thôi. Máy thì riêng máy số của chiếc xe này các bác mình không chê được các bác nhá, không chê được máy số của xe này luôn. Và đây là cái phần cánh cửa tiếp theo, các bác nhìn xem, tem mác của xe vẫn còn nguyên này, keo chỉ vẫn còn này, lòng trong của xe sơn xì rất sáng bóng này các bác nhìn xem này. Đấy, rất là đáng đồng tiền các bác nhá. Đây là một mẫu xe nhập Nhật, cực kỳ là bền bỉ, cực kỳ bền luôn. Đấy, một chiếc xe thương hiệu và lại là đến từ thương hiệu của Nhật Bản nữa đúng không ạ? Những chiếc xe mà các bác biết đến từ Nhật Bản thì bao giờ nó cũng sẽ là bền hơn đúng không ạ? Và nó lành tính. Rồi em sẽ đóng cửa lại để các bác mình mà thôi từ từ đi hay là đóng luôn nhỉ? Thôi em sẽ từ từ đóng nhá. Tại vì tí em sang quay bên kia sợ nó tối. Phía sau thì sẽ có camera lùi này. Đấy, và các bác thấy là có gạt mưa này. Tên của xe đây. RX 330 chứ không phải 350 các bác nhá. 330 còn chữ 350 là anh chủ trước dán vào thôi. Đấy, đèn trước đèn sau xe rất là sáng luôn, cốp đằng sau rộng rãi các bác nhá. Đây em sẽ mở cốp ra cho toàn thể các bác xem đây, cốp xe rất là rộng rãi và các bác nhìn nhá, là nỉ này, cái mặt này nỉ nó vẫn còn nguyên đẹp này các bác này, còn nguyên zin nguyên đẹp này. Đấy. Đấy, mặt ghế sau cũng vậy, nỉ nguyên đẹp luôn các bác nhá, đẹp chưa ạ? Ở phía dưới đây đấy là có cái vị trí đựng lốp dự phòng ở dưới các bác nhá. Đấy, đây toàn chữ Nhật thôi này các bác này. Toàn là chữ Nhật thôi. Đây là số điện thoại và địa chỉ của bên em. Các bác hãy tới địa chỉ này để mình xem xe các bác nhá. Còn bác nào mà không tới được bên em thì có chuyển xe tới tận nhà cho các bác luôn. Sang tên đổi biển, rút hồ sơ, công chứng ủy quyền, cũng hỗ trợ cho các bác mình trên mọi miền tổ quốc các bác nhá. Bác nào không biết làm bên em sẽ hỗ trợ cho.
Còn bây giờ thì em lại tiếp tục quay chi tiết cho các bác ngắm về mẫu xe này. Đây, đây là cái phần đèn của xe nhá. Đấy, sơn xi của xe thì bóng đẹp cả con luôn rồi. Giá của chiếc xe bên em sẽ ghi ở tiêu đề và em cũng sẽ nói qua ở cuối video các bác nhá. Đấy, các bác nào quan tâm thì cứ gọi điện cho bên em, đừng ngại nhá. Mình đừng tiếp 1-2 phút điện thoại để mình gọi cho bên em, để bên em chốt cho các bác và bán cho các bác cái giá làm sao tốt nhất thị trường luôn. Các bác mình yên tâm là giá tốt nhất thị trường nhá, luôn luôn là sẽ rẻ hơn người ta luôn. Đấy, bán cứ rẻ hơn người ta cho các bác mình luôn các bác nhá. Chất lượng yên tâm rồi, giá cả thì cũng ok, yên tâm luôn. Và bây giờ thì em tiếp tục review cho các bác xem cái khu vực phía bên đây các bác nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, lòng trong của xe sơn xi cũng rất là sáng đẹp đây các bác nhìn này, rất là bóng này. Keo chỉ của nó vẫn còn nguyên zin này. Đấy, đúng không ạ? Đấy, đúng không ạ? Nhá, đây đây nhá. Các bác nhìn xem nhá. Các phần tắp ni cánh cửa này cũng vậy. Đây các bác nhìn xem. Đấy, toàn bộ cái phần tắp ni cánh cửa xe đều được thiết kế, đều được bọc bằng chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản của chiếc xe. Đây cái vị trí tì tay này, nếu mà chiếc xe chạy nhiều đấy ạ thì những cái vị trí tì tay này nó sẽ bị rách, nó bị xấu, bị kém, bị mòn, bị bong ngay đúng không ạ? Nhưng con này của em các bác nhìn này, cái vị trí tì tay của xe đẹp chưa, còn đẹp nguyên bản luôn các bác nhá. Chỗ này bằng chất liệu da đấy nhá, chất liệu da. Ở chỗ này nhá là có một cái chốt cửa ở đây và đây là kính điện, công tắc kính điện. Chỗ này được sơn vân gỗ này và đây được sơn vân gỗ này các bác này. Chỗ này thì mình cũng kéo ra cái vào giống như bên kia nhá. Đây loa đây, công sườn vách cửa nữa đây. Đấy, ghế bên đây được thiết kế cũng là ghế điện luôn. À, những mẫu xe sang thì thường là hai ghế trên đều là thường là hay được thiết kế bằng chất liệu thứ nhất là da thì không nói rồi, da là da xịn rồi. Quan trọng nhất nó là cái bộ ghế điện đúng không ạ? Đây. Chỗ này có cổng điện là ra 12V nhá. Và khi mình tụt ghế lại xuống thì mình có thể là mình đi sang bên kia được mà không cần phải xuống xe các bác nhá. Đấy, đây là phần táp lô em đang quay cho các bạn xem đây. Đồ nhựa cửa gió của xe là không gãy vỡ. Đấy, phần táp lô của xe là một chất liệu da đây. Gió cực kỳ là mạnh luôn các bác nhá. Gió khỏe lắm. Gió này công nhận là khỏe thật. Và đây là tem của xe là vẫn còn nguyên đây. Đấy, móc quá đây. Lòng trong đây. Quá đẹp cho một con xe thương hiệu, một con xe đình đám đúng không ạ? Cái này nó tuột thì em ấn nó vào là xong nhá. Tí em sẽ ấn nó vào là xong thôi. Đấy, cái đấy đây đơn giản nhá. Em ấn vào là ok. Nước sơn các bác nhìn này, bóng chưa, soi được gương luôn này các bác nhìn này. Đấy, em đang quay vào cái thời điểm bây giờ mặt trời đã lặn, mặt trời đã lặn cho nên là nó hơi tối một chút xíu các bác nhá. Con này mà quay vào lúc buổi chiều chiều nữa thì đẹp nữa cơ. Đây các bác nhìn xem phần mép cửa tiếp theo nữa mà em đang quay cho các bác mình xem này. Đấy, lòng trong của xe này sáng này, đẹp này, bóng này đúng không ạ? Đấy, và phần tắp đi cánh cửa nữa nha các bác nhìn xem này, bốn cánh đẹp đều như nhau này. Đấy, vị trí tì tay này cũng vậy này các bác này, vị trí tì tay cũng vậy. Đấy, không có dấu hiệu kém các bác nhá. Tay mở cửa đây, vách cửa tiếp theo của chiếc xe đây, nội thất rộng rãi. Chỗ này để đồ này. Đấy, ghế trên này các bác nhìn xem cái mặt sau của ghế trên này ok chưa? Đây ghế tiếp theo này các bác nhìn này. Đấy, có một vài chỗ vị trí thì có thể là do là con gì nó gặp nhấm một chút thì vâng, thì không vấn đề gì, nhưng mà cái đấy đơn giản mà. Đây các bác nhìn nữa nhá, lòng trong của nó đẹp chưa này, các bác nhìn này, sáng đẹp chưa này, và gioăng của nó cũng chưa bị rách sứt này. Đấy, lốp của xe còn dày cả bộ này, đấy, đa cũng lúc đẹp rồi. Nội thất bên trong em đã review quay cho các bác mình xem xong. Đấy, cửa đóng chắc êm, xe nhập Nhật các bác nhá. Nhiều bác bảo là xe mà xe Đức hay là xe Mỹ thì nó hơi khó. Đấy, nó không được lành tính. Thế thì các bác mình có thể chọn sang một chiếc xe nhập Nhật này đi. Cũng là vừa thương hiệu. Đấy, vừa một mà là mẫu xe đình đám. Đình đám một thời, bây giờ nhắc đến Lexus thì các bác mình biết là kinh khủng như nào rồi đúng không ạ? Đây các bác nhìn nhá, cái cặp đèn pha của xe đây còn rất là trong này. Đấy, có bi cầu siêu sáng vào buổi tối các bác nhá. Chỗ này có rửa đèn pha đây. Đấy, cặp đèn gầm của xe các bác nhìn xem này, rất là sáng đẹp này. Rồi, mặt lạ la lăng của chúng ta đây, không gãy vỡ nhá. Và logo rồi một số vị trí đây các bác nhìn này. Đấy, bằng đúc rất là sáng đẹp luôn. Cabo lớp sơn rất bóng này, soi gương được này. Thân vỏ căng đều này, đẹp cả con, đẹp cả xe luôn các bác nhá, đẹp cả xe luôn. Đấy, sơn xi bóng cương, tất cả khe mép gân chỉ của xe rất là khít đều. Tôn vỏ của xe là gõ kêu long con các bác nhá. Đây. Đấy,
tôn của dòng này nó dày lắm, gõ nó sẽ kêu cái tiếng nó hơi khác một chút các bác nhá. Đấy, sơn xịt thì bóng cầm cả con rồi, chung là không chê được về con xe này. Bây giờ em quay gầm luôn nhá, quay gầm quay máy cho các bác mình xem luôn. Không mục mọt nhá, đây các bác nhìn xe này gầm đẹp này. Gầm còn đẹp các bác nhá. Đấy, đây là phần đầu của chiếc xe. Các bác nhìn xem. Đồng hành đúng không ạ? Hiện tại là chưa bật đèn bi nhá, mới bật đèn test thôi, chưa bật đèn bi đâu. Và đem đóng cửa lại và quay các bác xem nốt, xong là quay đến phần gầm nữa. Đấy, ok, đây các bác nhìn này. Đấy, với cái màu cũng rất là bắt mắt đúng không ạ? Màu rất là sang. Như cái màu này em thấy khá là sang này. Mà nó cũng sáng xe nữa đúng không ạ? Đấy, cái cặp gương của xe cũng đẹp nhá. Đấy, nước sơn của chiếc xe đây. Chất chưa ạ? Bên em có nhận đổi xe nhá. Bác nào có xe gì muốn đổi bên em sẽ đổi cho. Đấy, đổi các, đổi xe máy, đổi ô tô, đổi cái gì có giá trị bên em đều đổi hết các bác nhá. Đấy, đây là phần bu lốp này. Chiếc xe này được dẫn động 4 bánh các bác nha. Bác nào mà không thích dẫn động 4 bánh thì mình có thể sử dụng 2 bánh thôi. Mình sử dụng 2 bánh cũng được. Mình có thể tháo cắt đăng ra để mình dùng 2 bánh thôi các bác nha. Bây giờ là cái động cơ và hiện tại thì các bác nghe luôn cái tiếng máy nổ. Đấy, em đang nổ máy đây. Đang nổ máy đây. Đây, không nghe tiếng máy đâu các bác ạ. Đây máy đây nhá. Máy VVTi thì máy này các bác biết là máy công nghệ của Nhật Bản rồi đúng không ạ? Giống như kiểu máy của Toyota đấy ạ. Máy Toyota thì nó đều là VVTi. Con này VVTi V63.3 các bác nhá. Đấy, động cơ đây. Động cơ ra đây. Máy cực chất luôn. Không bàn về máy các bác nhá, không chê được máy đối với chiếc xe này luôn. Và đây là cabo đây, các bác nhìn thấy là tem mát vẫn còn nguyên đúng không ạ? Lý vẫn còn chống nóng, còn nó quê này, nguyên này. Máy số lại chất. Củ máy, củ số của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Và xe không lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước gì hết. Cam kết bảo hành đảm bảo cho các bác yên tâm. Đấy. Mọi thắc mắc các bác cứ alo bên em nhá. Chiếc xe này thì em đã review quay cho các bác mình xem xong rồi. Đấy, mọi thắc mắc các bác cứ alo cho bên em. Các bác có muốn chốt giá đẹp nhất cho con xe này cũng cứ gọi điện cho bên em để bên em sẽ chốt cho các bác giá ok nhất các bác nhá. Sẽ có một cái mức giá ok nhất cho toàn thể các bác nhà mình. Và em đưa giá ra, còn bác nào mà mình thấy là mua được giá nào, mua chiếc xe này được giá nào thì các bác cứ bảo bên em. Bên em thấy có lãi là bên em sẽ bán cho các bác thôi nhá các bác nhá. Sang tên đổi biển này, rồi công chứng ủy quyền, rút hồ sơ, bên em hỗ trợ trên toàn quốc. Bên em sẽ rút sẵn hồ sơ về cho các bác để các bác mình chỉ việc đi bấm biển thôi. Đấy, về chỉ việc đi bấm biển thôi, rất là đơn giản các bác nhá. Các bác đừng ngại biển xa đâu. Ở con này của em thì biển sát tỉnh Hải Dương của em luôn. Đấy, biển sát tỉnh Hải Dương luôn các bác nhá. Gốc thành phố sang tên Hà Nội, Sài Gòn ok. Ship xe bên em cũng ship toàn quốc, ship miền Nam, ship miền Trung ok các bác nhá. Đấy, miền Bắc đơn giản rồi. Còn bác nào mà có thể đến xem xe trực tiếp được thì là ok nhất. Và các bác có thể là dẫn thợ đến kiểm tra xe, dẫn thợ, dẫn thuyền, dẫn người biết về xe đến kiểm tra thoải mái đối với con xe này. Dạ vâng, video này em quay xong rồi. Xin cảm ơn và kết thúc. Xin chào tạm biệt ạ.